Xin chào mọi người. Thì sáng sớm dậy cho cá ăn thì thấy hai bà này đang đá lộn với nhau. Thì cá bé màu mình nuôi chung á, ít khi đá với nhau lắm. Từ khi mình nuôi riêng hai con rồi lâu lâu mình bắt mình bỏ chung vô thì tự nhiên nó sẽ gây với nhau. Mình cũng không biết nó gây từ hồi bao giờ mà bây giờ vẫn còn. Hai bà rất là ham nhau, rất là ham luôn. Thì hồi xưa mình nhớ là khi mà chơi cá beta thì cũng hay cho đá như thế này, nhưng mà bảy màu thì rất ít đá luôn á, rất ít khi mà gây lộn với nhau. Thì đây cũng là một trường hợp mà hiếm, không phải hiếm gì mà mình nuôi nhiều rồi mà mình thấy nó bây giờ mới thấy, nên mình muốn quay lại cái khoảnh khắc này để xem. Lúc trước thì mình có nghe người ta nói là cá bảy màu Hà Lan nó hay đá, mình cũng biết cái bảy màu Hà Lan là cái bảy màu gì, có phải là hình như nó cũng là chung với dòng bảy màu này hay không. Hai bà này rất là hang luôn, từ sớm giờ, từ nãy giờ mà chưa thấy bà nào chạy, quẩy đuôi rồi cũng khí thế lắm. Ở cắn mỏ nữa. Cá rất chi là sung. Không cần phải xem cá beta đá đâu, chỉ cần xem cá bé màu đá cũng được rồi. Ở đây mình bắt nó ra.